Đây là hiện trường kế vụ hai chồng ba người mất tích. Giờ tìm kiếm được hai người, còn một người nữa. Còn người nữa thì chưa có tìm được. Mới tìm một người nữ, người nam, hai chồng. Là người lớn tuổi nhất là sinh năm 84 hả mọi người, là cái người cúng ở đây nè, cúng trong chỗ này. Sinh năm 84. Bị đánh mép bên bên bờ bên kia ha mọi người. Mép bên bờ bển á. Đây thì hai người, người nữ người nam, hai người này thì vớt được rồi ha. Còn một người kia thì chưa có tìm được hết mọi người. Đội thiện nguyện chứ cứu hộ rồi đang tìm. Đồ ở đây thì người ta cũng mua sẵn rồi nha mọi người. Mua chiếu với mua mền chút là mổ tử thi ha. Ba chiếc chiếu với ba cái mền. Ba người. Dân hiện ta ngồi câu nha mọi người. Lấy xiên cơ. Lấy chim. Đây này. Dưa cát hay là dưa tạo gì là nó ai quay vô ấy chân à. Hôm nay mở ra nè. Sao hồi mấy giờ kể chân luôn. Hôm qua bà thấy công an mặc đồ, xây dựng đó đi dân phố. Ừ đó thì bởi như vậy đó. Cái con vậy chứ sao? Điều tra đó. Điều tra xong rồi bắt đem đi xuống đó làm hiện trường, bắt đầu nhờ nhóc mấy bắt đi luôn, chở đi luôn á, chở thằng kia đi luôn rồi. Ừ, này cái luôn. Ừ. Mấy thằng kia đó mà hồi về sai vậy, hồi khai khác. Nay giờ ông có cái vé nào qua qua dữ lắm. Hồi qua đông dữ lắm, tỉnh rồi à. Thối thần công an. Lúc đó là chắc bây giờ nó quýnh chân rồi, nó khai tầm bậy. Bằng đó nó khùng luôn. Không, ta nói thằng này phốt xác. Nó ấy thằng đi chung cái đó là nó làm luôn, làm ăn cần gì mẹ đâu có ấy, bệnh trùng máu luôn, bệnh trùng máu luôn. Bệnh trùng máu xong nó tự sát nó chết. Ừ. Mẹ đi. Thằng này lơ mơ rượu má là tù, thấy cả. Thì ở tù. Ấy còn hoài giống anh trời đời như mà anh ta luôn nữa đó, nhà biết. Bây giờ nhá mình dắt thằng kia lên có dấu tích. Ừ, thì đó không? Chết nữa. Đó. Nó có dấu tích là chết nữa. Bà có xin số điện thoại bà đó không? Ừ, ta nói xin bánh nào đó đưa rồi mà chưa đưa nữa. Mẹ không xin nặng. Ổng đi gom ngang này hoài nè. Ai cái ông già có thằng cha mẹ chết á, cha mẹ của hai vợ chồng, hai chồng á. Ừ. Ổng đi con đi ngang này hoài hả, đi ngang gom này hoài thì chú đi ngang này có gì ấy rồi chú ghé đi chơi nghỉ chuyện qua người ta nói nghe la đó mà bên kia người ta nghe đó. Nghe chứ nó nghe chân hả, nghe chân hả, nghe chừng không? Ừ, chó sủa nghe chân à, quán chó sủa đang nghe chừng. Chó sủa nghe chân à. Nó cho mẹ đi chơi với Nhi. Nó nhờ tôi chơi. Kìa, về đi con. Chơi đi con gì, không có trốn. Ai nói mẹ đi trốn cái gì trốn. Chuyện qua người ta đông lắm. Đông lắm hả cô? Hả? Chuyện qua. Đi lắm, tỉnh rồi, nguyện rồi. Tao đưa nó về, nó kẹo ngựa ngồi đây nè. Thấy Như ngựa ngồi đây nè. Rồi bắt thằng kia đi luôn. Ừ. Đi trường rồi nó bắt luôn mà. Về đi con. Ta không có mổ ở đây đâu, ta bông với ghe đường không ở dưới chợ chứ chứ đâu có mổ ở đây đâu mà sợ. Đúng rồi, hai cây xuống rồi hả? Đâu có thấy đâu. Về chi chạy xuống? Ở đây nhiều tới vậy gì? Nó bụng hả? Ừ. Con lấy cho tôi ăn cơm.
kìa, nó nấu sẵn rồi, đồ ăn là sẵn hết trơn rồi. Trộm nào mới vàng nè hả? Ừ. Ủa, ta mổ xong cắm em bên đây hết rồi. Đi về làm gì? Nhưng mà đây chị. Ta nói hồi xưa là bên bên cái đó có hai người con gái chết. Đây nè, đây nè, ba người, ba đây đứa, nè. Ba đứa gái trai chị em đây nè. Đây nè. Chân chó mé luôn hả? Ừ. Mấy người. Ba tệ luôn. Gạo. Ba gạo đó. Gạo từng hơn. Ừ, có ba người gái chết kìa. Cũng hai chục mấy năm rồi đó. Ba nó chết trùng đó. Chết trùng ha. Ờ băng của ổng rồi, anh em ổng là có cái gì chết kìa. Ta kể. Là cái ghe gạo nó đụng vô hay gì ha? Ghe xà lan đụng ghe gạo. Ghe xà lan đụng ghe gạo ha. Ừ. Đó quá, chắc phải chờ kiếm, trời chờ kiếm mình kia quá. Là cano nữa mà hay cái này cano kiếm đi. Là cũng chờ là làm luôn vậy, làm được một luôn. Là cái đó hai chị hai người mấy người đó chết cũng lâu rồi ha. Lâu lắm rồi. Trên 20 năm. Mấy năm ạ? À? Gì lâu. Nó cũng khoái vậy lắm, không kêu hồn nó khoái vậy lắm. Khoái lắm. Quen luôn. Ai đậu quán này hả? Đừng mong đậu, tát nước. Tát nước. Ừ, nó rủi. Không có đậu. Còn nhà tôi đây hả? Thiên lên chỗ thằng nước nó số nước cửa giò. Số nước cửa giò luôn. Ừ. Mà ra không thấy gì trần, nghe số ào ào với ra không thấy gì trần. Như vậy đi con. Ê, cho lại chơi. Thôi, hai về ạ. À. Con về nha. Con ấy nè, con Như nè, ở chơi đi. Nó đầu đi về đó, đưa về cái gặp con Như đó, gọi lũ vô luôn. Để cho lại chơi con Như nè. Mình mới tìm được có hai người, còn người nữa. Ừ, còn người nữa. Còn người nữa. Chồng nó nữa. Tìm, không có, chồng tìm được luôn rồi. Chưa. Hai chồng nó tìm được rồi. Không có, tìm thằng Minh, thằng trai. Trai, còn chồng kia tìm chưa được. Còn chồng nhỏ kia tìm chưa được hả? Chưa. Nhưng mà nó tìm hai chồng được rồi, còn kia chưa tìm được. Thằng kia, thằng ở Trần, vẫn quận Ghim. Cũng ở Trần. Còn kia chưa tìm được. Thằng kia bằng áo thun. Nhỏ bằng áo khoác vàng. Nhỏ nó bằng áo khoác vàng ha. Gì hả Ben? Thì nước nó ra quầy. Nước nó coi rồi, cho nước quầy nè anh. Nước quầy lắm nữa đó coi. Ê, hồi cùng cũ quả cha của đứa bé đó. Ừ. Treo cổ thì giận chết luôn. Treo cổ nữa hả? Rồi bỏ lại vợ với hai đứa con. Rồi cái tới bà này cũng đi luôn. Ừ. Hai kia bồ côi luôn. Bà ở nhà xỉu lên xỉu xuống nha. Bà già ha. Hôm nay sáu mấy cỡ số 263 vậy. Cưng là cháu hay gì? Hay là em? Em út. Em út của chị đó ha. Thôi em kêu bằng kêu chị đó bằng cô út á. Kêu bằng cô út ha. Đúng rồi. Vậy là em là cháu ha. Cháu. Rồi hai anh em tự với trà Vinh chạy lên. Rồi hồi nào tới giờ chạy, nghe tin thì chạy lên liền luôn. Tại vì anh thấy nghe ông chú này ông nói còn hai đứa cháu nhỏ tội nghiệp nó. Rồi nếu mà quen có ai thương tình ủng hộ nó thì mà nên xin số điện thoại rồi có gì liên hệ. Số điện thoại em cũng có nữa, sim nó bị hư rồi. À. Cháu cái người bạn gái đó. Cưng có hình của chị không? Hình nữa. Ừ. Ờ, em cũng có mạng. Có mạng chị thì chị bên kia chị có mà chị đi qua bển rồi. Đi đâu? Đi chạy ghe kiếm xác ba bển đó. Ừ. Hỏi anh này có hình. Ê anh ơi, có cái hình giống không? Không ạ. À. Chị có chơi Facebook không? Nghe chị ơi. Dạ. Em cũng không biết nữa. Dạ. Cái chị yên tử em không biết. Đi xuống nhiều hai cây. Cũng hết hết trơn. Nói chung là chị cũng nó cũng đi làm không có về vậy chứ. Đi hoài vậy ha. Đi suốt vậy, đi làm suốt vậy. Lâu lâu cái cỡ 5-6 tháng gì về gửi tiền rồi qua có ngày đi liền. Rồi hai đứa con giờ hiện giờ ai nuôi? Hiện giờ có bà nuôi à. Bà nuôi ha. Dạ. À. Mẹ của cô này. Bà ngoại nuôi ha. Dạ. Dạ.
chắc bây giờ ở nhà chắc ngồi không yên nữa. Rồi sửa lên sửa xuống. Chuyện qua sửa lên sửa xuống luôn. Rồi ông già còn không? Ông già mất lâu rồi. Già cũng mấy chục năm gì rồi. Mấy chục năm rồi ha. Vậy nhà chỉ có mình đứa mình chỉ hay gì? Hay có ai nữa không? Dạ còn chỉ có bà chị với ông anh đó. Bà chị với ông anh ha. Dạ, ông anh đang chạy lên. Nghe tin kiếm được chạy lên gấp liền. Nói chung nhà bển cũng nghèo thôi. Nghèo ha. Có làm ruộng không? Không có ruộng gì, không có gì hết trơn. Không có ruộng có gì trơn, mướn không? Đi bà thì đâu có làm được gì đâu. Sức cũng yếu rồi, đi câu cá này ăn qua ngày. Đi câu cá ha. Kiếm đi kiếm rau cái gì này nọ bán kiếm tiền. Kiếm rau bán hai rau bán không? Dạ. Hai rau muống gì đồ. Là cháu hả? Dạ cháu. Cháu ruột luôn bà con. Của mẹ bả là bà Tư em đây. Ở quê em đâu? Cũng sát nhà bả ở luôn, Trà Vinh đó. Rồi đi xem ra qua đây luôn nha. Dạ đi tận đêm qua đây luôn. Đi hồi tối giờ. Dạ hồi mới biết tin là qua chạy thẳng qua gấp liền luôn. Ừ. Em có gia đình chứ? Chú em còn học. Cháu kêu bằng cô Út. Thì gia đình của chị đó nghe nói rất là nghèo. Đúng rồi. Nhà cũng không có rộng đó. Nhà lá. Nhà lá ha. Bữa bà làm gì á, gửi tiền cũng đúc được phần trước nhà cũng còn xi măng còn như là lá hết. Gia đình chị đó có một anh chị luôn hả? Không có. Có bà chị với ông anh nữa. Mà ở nhà riêng mà. Bà chị thì riêng ha. Rồi bà chị ở Bến Tre. Còn anh thì ở nhà riêng khác. Rồi hôm nay bà chị với ông anh có qua đây không? Bà chị thì đang bên sườn bển và kiếm bển. Còn ông anh đang chạy lên với em Út. Mình làm chút nữa xác mình chở về chỗ này ha. Nghe nói vậy thôi mà chưa có biết được. Chắc cũng chắc đem qua chỗ này rồi. Đó cái chiếc ghe của vụ tai nạn phải không? Ghe bên đây thì của chú bà bị hại đó. Anh em đi chung đó hả? Anh với anh đó. Dạ anh này là ghẻ của chị em á. Ghẻ mà kiểu ghẻ mà em của bà chị bị. À. Thôi luôn anh cũng xin đi luôn. À. Đi qua